Hai bài cuối cùng con sẽ biểu diễn hôm nay là bài Lorage và bài Tremere. Bài Lorage có nghĩa là cơn bão và đây là một trong ba bài con phải đánh khi thi ABSM. ABSM là một chương trình âm nhạc của Hoàng gia Anh được thiết kế để kiểm tra kỹ năng của người thi để thực hiện các nhiệm vụ nhất định. Thầy Kỳ Anh giới thiệu với chúng con về chương trình này và bảo chúng con thi thử để xem mình cấp độ nào. Lúc luyện thi cho bài này, con và vài bạn khác phải tập các kỹ năng mới. Bài thứ hai là bài Tremere của Schumann. Bài này có nghĩa là giấc mơ ban ngày. Bài này rất là nhẹ nhàng, chậm rãi. Và đây đồng thời cũng là một trong hai bài mới của con. Hầu hết các nốt trong bài này cần phải đánh một cách nhẹ nhàng và im lặng. Nên con phải rất tập trung, chỉ cần một chút gián đoạn thì con sẽ dễ dàng bị mất tập trung và đánh sai. Thank you.